Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Địa chỉ An Lão Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Ngày hôm nay em cho lên sóng báo giá mọi người một dàn xe Forte nhé. Em đang cho anh em nhân viên đánh xe ra ngoài đây. Một dàn Kia Forte số tự động, số sàn đầy đủ hết để phục vụ cho bà con các bác anh chị quan tâm đến những mẫu xe bên em. Xe giảm giá rất là nhiều, rất là phù hợp cho các bác lựa chọn làm xe gia đình. Giảm đến vài chục triệu đồng trong cái lô này các bác nhé. Nên mọi người cứ quan tâm chiếc xe nào có thể alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Kia Forte là dòng xe thương hiệu của Hàn Quốc. Ở thị trường Việt Nam thì nó tên là Forte, còn thì ở thị trường Hàn Quốc thì cũng có chiếc là Forte, cũng có chiếc là xe Cerato. Thì đây là hai mẫu, có một mẫu, hai cái mẫu trước mắt quý vị các bạn đây. Em quay trước thì nó là mẫu Kia Cerato đời 2010 nhé. Đặc biệt là cái chiếc biển 88K này là mẫu xe em thấy đẹp nhất ở trong bãi này về phòng Forte. Một chủ từ mới, zin từ đầu đến chân. Đấy, máy số zin, keo chỉ zin toàn bộ. Xe rất là đẹp. Bản này là bản đặc biệt nữa, này còn có 10 túi khí, phanh ABS đầy đủ. Có bản 10 túi khí này thì nó đắt hơn so với bình thường một chút, nhưng mà giá bán rất là hợp lý thôi. Đời 2010 em chỉ bận giờ hiện tại bên em giảm giá xuống chỉ còn 328 triệu đồng. Phục vụ cho bà con các bác anh chị quan tâm đến dòng Kia Cerato này. Kia Cerato màu đen. Đấy, một chủ từ đầu. Xe đẹp, không đâm đụng, không đâm va tai nạn ngập nước. Đó. Một chủ từ mới biển 88K4963. Trang bị đèn bi xe lông, cửa sổ lóc, túi khí, phanh ABS, nà đang đúc, tất cả là nguyên bản theo xe. Đặc biệt được trang bị 10 túi khí đâu nhé, 10 túi khí. Xe đẹp từng chi tiết một thì em quay review báo giá chung cho mọi người cùng xem nhé. Đây. Cái dòng 10 túi khí này nó hơn cái gì? Đấy, các bác nhìn này. Đời 2010 nó có cả cái xi nhan gương tích hợp này. Đấy. Và xe được full đồ nhé. Ở trên cửa sổ lóc thì nó như này các bác nhìn này. Đây, cửa sổ lóc vừa em hạ ra. Hút gió nóng rất là nhanh, làm mát cực kỳ nhanh luôn. Làm mát rất là tốt. Bản đủ thì nó có những cái ứng dụng rất là nhiều ứng dụng. Đây này. Nội thất của nó thì con này nó zin 100% từ đầu đến bây giờ. Chưa có thay đổi thiết kế, chưa có làm bất cứ một cái gì cả. Keo chỉ không mất một phần nào, cánh cửa nguyên zin hết, không mất một phần nào luôn. Với cửa tiền hơn 300 triệu đồng, em khuyến khích mọi người lấy chiếc xe số tự động đời 2010 Kia Cerato này. Đi bền và lành hơn rất là nhiều nhé. Anh em với tầm tiền này anh em có thể mua được Vios 2014 không nhé. Số sàn. Nên là mọi người có thể cân đối. Không lấy số sàn thì nếu đi gia đình anh em lấy số tự động thì lấy được chiếc này thì rất là ok. 328 triệu đồng thôi. Hạ giá rất nhiều. Ôi. Ô, nãy nó nhỉ. Rồi, lùi xuống, lùi xuống. Đấy, lại màu trắng đây. Lướt lên đây tí, lướt lên đây. Đánh sát ra đây. Nghe máy đi. Lướt hẳn lên, lên. Rồi, xuống đây, xuống đây. Rất nhiều anh em lái mới chứ. Hết lái đi. Hết lái luôn. Lùi cơ mà. Đấy. Cứ hết lái đây. Rồi vào luôn. Mỗi phát ngày. Ờ, thằng này. Tiến lên tí đi, tiến lên tí. Tiến lên trên tí. Tiến lên trên đánh nãy bên phụ đây. Đánh nãy bên phụ đây. Tiến hẳn lên mọi người. Lướt lên, mạnh lên, mét nữa. Rồi, phanh đi. Đánh hết nãy sang bên kia. Rồi. Lùi xuống. Lùi đi. Lùi đi. Rồi nhả lái đi. Rồi xuống đi. Vừa thôi. Xuống đi. Đó. Thì cái dòng Cerato này thì chiếc này nó đặc biệt một chút là nó có rất là nhiều túi khí nhá. Quanh xe anh em nhìn này. Ghế cũng có nhá. Ghế ra này ra nguyên bản theo xe từ đầu đến bây giờ. Chưa hề mất tí nào. Ốp cột, ốp cung này. Anh các bác nhìn này, ốp cột đều có túi khí hết. Nói thật với các bác, chiếc này mà nếu mà đâm đụng ngoài đường nhá, anh em ngồi trong xe không việc gì luôn. Không việc gì đấy. Các bác xem Ronaldo nó chạy con siêu xe chưa? Con Lamborghini đấy. Nó đâm phát mà nó chẳng bị gì. Đấy, thì con này nó như thế đấy. Nó nhiều túi khí đến mức độ 10 túi khí. Ngồi trong xe rất an tâm, không lo về vấn đề đâm đụng ngập nước các bác nhé. Rất an tâm. Bên em có bảo hành về chất lượng chiếc xe là không có đâm đụng va chạm ngập nước. Xe trang bị đầy đủ những túi khí, phanh ABS, nà đang đúc, tất cả nguyên bản theo xe. Bên em chào bán mức giá 345, nay giảm giá xuống chỉ còn 328 triệu đồng. Đấy, rất là rẻ. Tiếp theo thì
đây đi, hai chiếc màu đen thì em quay chiếc màu đen này. À, Kia đây là chiếc Kia Forte phiên bản Việt Nam nhé, phiên bản Việt Nam số sàn đời 2013. Đấy, đời 2013 thì anh em có thể mua với giá số tự động đời 2010 kia. Đấy, chỉ 319 triệu thôi. Thì chúng ta sở hữu một mẫu xe số sàn đời 2013. Tên tư nhân biển Thanh Hóa nhé. Xe đẹp, không dịch vụ. Đấy, tư nhân chính chủ biển Thanh Hóa. Keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm gì. Nội thất thì so với dòng số tự động thì nó thì không thể đẹp bằng số tự động được. Nhưng mà nó cũng là một dòng xe đời cao, số sàn với mức giá hơn 300. Đấy, cạnh tranh với dòng Vios. Nếu mà anh em mua Vios đời 2013 thì nó chỉ 207 thôi, nhưng nó là form cũ. Chiếc này nó cạnh tranh với form mới của Vios nhé, thì nó đời 2013 và nó ăn với dòng 2014 của Vios, giá sàn sàn như nhau. Về thiết kế ngoại thất thì bộ lọc nội thất thì Forte nó đẹp hơn dòng Vios. Về độ thông dụng thì Vios nó nhỉnh hơn. Về máy móc thì Vios nhỉnh hơn một chút đấy, để các bác lựa chọn cân đối. Nội thất đẹp, sơn xi căng bóng, biển Thanh Hóa. Chiếc này thì nó là phiên bản số sàn mà nó thiếu cái cửa lóc. Đấy, nó cũng được trang bị hai túi khí và phanh ABS 4 bánh nhé các bác nhé. Đấy, xe đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 12 năm 2021. Tên tư nhân, bên em có hỗ trợ bao rút hồ sơ với mức giá 318 triệu đồng. 318 triệu thôi, bà con sẽ được sở hữu mẫu này. Đó, tiếp theo thì trong cái phân khúc Cerato Forte thì em còn chiếc Forte nữa. Đời 2012. Phiên bản chủ lữ đi này, bên số tự động. Nội thất cũng rất là đẹp, cũng chỉ có hai túi khí và phanh ABS. Bên em đang chào bán mức giá là 358 triệu đồng. Có giảm giá mạnh cho bà con, có bác anh chị alo cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Phiên bản này thì nó cũng có cửa lóc, túi khí và phanh ABS. Nó có hai túi khí hai bên. Đời 2012 và nó xuất xứ tại Việt Nam các bác nhé. Không phải phiên bản nhập khẩu. Phiên bản nhập khẩu thì nó có thị trường nhập khẩu thì nó tên là Cerato. Đấy, nội thất cũng rất là đẹp. Dòng nhập khẩu với số tự động thì nội thất đẹp. Nhưng mà để so sánh thì so với dòng 2010, con 2010 nhập khẩu kia thì không thể ăn được. Đấy. Nhưng mà cái chất lượng thì nó ngang ngửa nhau các bác nhé. Đặc biệt là chiếc này đời 2012 thì nó có trang bị thêm cái gãy số trên vô lăng. Gãy số vô lăng kìa, các bác nhìn cái tai nó có vô lăng gãy gãy cộng trừ đấy. Đấy. Ở gần chỗ đấy cần gãy đấy, nó có thể thay đổi số bằng tay. Thông thường thì anh em có thể gạt bằng cái củ số để lên số và bằng tay trên đường dốc đấy. Thì nó có thể gãy bằng tay trên vô lăng kia. Cũng là một cái cải tiến mới của dòng Kia Forte đời 2011, cuối 2011 nó có. Hay cuối 2011 nhỉ? Hay đầu 2011 có thì không nhớ nữa. Đấy, mang nước sơn màu lông chuột thì xe này em cũng làm video riêng rồi, rất là đẹp. Tư nhân chính chủ, máy số gì, keo chỉ gì, không đâm đụng va chạm gì. Giá rất là hợp lý thôi, 358 triệu đồng đời 2012, số tự động các bác nhé. Đi sướng lắm, dòng Forte Cerato đi sướng hơn Vios nhiều. Vì người ta không có dịch vụ đâu, không có taxi dịch vụ gì mấy cái dòng này cả. Nên là giá khá là ok và êm cho bà con lựa chọn. Tiếp theo, trong cái phân khúc này thì em vẫn còn một mẫu đời 2010. Nó cũng là Cerato các bác nhé. Cerato thì nó là nhập khẩu. Nhưng bản này nó không giống với bản đặc biệt này. Bản đặc biệt này nó nhiều túi khí phanh ABS không nói. Và nó có trang bị đây nhá. Bản đặc biệt nó khác biệt rất là nhiều. Nó có đèn bi xi lông các bác nhìn không? Đấy, đèn bi xi lông. Có cửa sổ trời, có đến 10 túi khí. Còn bản trong bản bình thường thì nó có vẫn có cửa lóc, có túi khí và ABS. Nhưng nó có không có đèn bi xi lông và nó chỉ có hai túi khí thôi. Thì giá nó lại rẻ hơn. Đấy. Chính vì sao mà anh em sẽ giải thích cho mọi người vì sao chiếc này mà bán cao hơn chiếc kia những 20 triệu. Thì chiếc này em bên em chào bán 308 triệu thôi, đời 2010 các bác nhé. Đó, rất là phù hợp, màu trắng ngọc trinh, tư nhân biển Hà Nội. Nó có hai túi khí và phanh ABS 4 bánh. Những dòng này thì cam kết vào văn bản trực tiếp cho bà con cô bác là không có đâm đụng ngầm nước là một này. Thứ hai là không có taxi dịch vụ nữa. Các bác an tâm nhé. Bốn mẫu xe này bên em cam kết bằng văn bản cho bà con có bác anh chị được. Kia Cerato đời 2010. Em cũng mới làm video clip riêng của chiếc này rồi. Các bác nào quan tâm thì alo cho Khả Năng Ô Tô. Chiếc này thì ghế da nội thất thì người ta đã bọc lại rất là đẹp. Bọc lại, nó không còn zin nữa nhưng nó còn do chủ hết mà. Chủ xe người ta giữ thì nó sẽ còn bộ ghế da zin. Chủ xe người ta thích cái màu này thì người ta cũng tháo bộ zin ra người ta bọc cái màu khác. Đấy. Quan trọng là xe không đâm đụng gì mà cái máy số nó phải ngon, đi nó phải sướng các bác nhé. Đấy, chiếc này cũng có cửa sổ trời. Công dụng là hút gió nóng rồi nhiều cái nhỉ, yeah. Tự sướng gì rồi thoát hiểm gì khi bà con xuống nào xuống sông chẳng hạn. Rồi như vậy thì em Khả Năng vừa review báo giá cho mọi người một trong 2, 3, 4 chiếc Kia Forte và Cerato. Form dáng thì nó như nhau và chất lượng thì
Tùy từng chiếc, tùy từng cái mà giá từ khuôn 308 đến 328 à, 358 triệu đồng thôi. Đó. Báo giá lại cho mọi người này, Kia Cerato đời 2010, bản 2 túi khí và phanh ABS. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, động cơ 1.6 số tự động. Đấy, bên em chào bán mức giá là 308 triệu đồng. Kia Forte đời 2012, phiên bản Việt Nam, sản xuất đời 2012 số tự động, động cơ 1.6 cũng cửa lóc túi khí phanh ABS, bên em đang chào bán mức giá 358 triệu đồng. Kia Cerato phiên bản đặc biệt, nhập Hàn nguyên chiếc đời 2010. Tư nhân chính chủ, một chủ từ mới, biển Vĩnh Phúc, xe đẹp hết nhất. Đấy, dít hết từ nội thất đến máy gầm thân vỏ. Bên em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá này 328 triệu đồng các bác nhé, bản 10 túi khí nhé, bản đặc biệt. Và chiếc Kia Forte đời 2013 phiên bản số sàn, động cơ 1.6 tên tư nhân, bên em chào bán mức giá tại cửa hàng là 319 triệu đồng. Đấy, trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khả Năng Ô Tô. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo.